Các bạn đang xem xét đấu thứ nhất trận chung kết giải bóng chuyền 44 tranh cúp thành gồm lần 1 năm 2020. Phía bên đây lưới là đội Đức Lucas, còn phía bên kia lưới là đội Dầu Julio. Điểm cho Đức Lucas 1 đều. Điểm cho Dầu 2-1. Điểm cho Đức 2. Ê nè, nè, mình là đủ mình hết chết rồi. Điểm cho Đức 3, 2. Xuống đây coi, cái bàn chuyện này coi. Giờ cái độ này lấy chiều gửi được không? Không được, lấy tao trả 250 không có chuyện. Không sao trời. Trái gì, hai chị mà người này, người ta trả 250 không có lấy. Quá kìa. Điểm cho Đức 4, 2. Điểm cho Dầu 3-4. Điểm cho Đức 5-3. Điểm cho Đức 6-3. Điểm cho Dầu 4-6. Điểm cho Đức 7-4. Điểm cho Dầu 5-7. Điểm cho Đức 8-5. Điểm cho Dầu 6-8. Điểm cho Đức 9-6. Điểm cho Dầu 7-9.
10, 7. Điểm cho vào 8, 10. Điểm cho Đức 11, 8. Điểm cho vào 9, 11. Điểm cho vào 10, 11. Điểm cho vào 11 đều. Điểm cho vào 12, 11. Rồi vào tháng